con yêu mẹ. Chúng tôi nhận thấy cậu là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí giám đốc lần này. Tuy nhiên, cậu phải có sự lựa chọn cho bản thân mình. Theo cậu, giữa gia đình và sự nghiệp, điều gì quan trọng hơn? Đối với tôi, sự nghiệp rất quan trọng. Chỉ khi có sự nghiệp, mình mới có đủ tiền, đủ năng lực để làm mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc và làm mẹ mình hạnh phúc. Tôi tự hào khi ở tuổi 26, tôi đã có xe hơi, có nhà. Và để theo dõi được tình hình của mẹ tôi đã mua cho mẹ tôi một chiếc smartphone. Đó là một chiếc smartphone hiện đại nhất. Tôi luôn là người mang lại nụ cười cho mẹ. Dạ. Mẹ khỏe không mẹ? Mẹ khỏe mà. Nhờ ăn được, ngủ được, cho nên bệnh cũ cũng đỡ nhiều lắm. Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về cho mẹ, cùng với những món quà mà mẹ tôi thích. Sợ cho chuyện cũng vậy. Mẹ thích lắm. Yo! Mẹ, con vừa mới ký được một hợp đồng mới này mẹ. Tôi luôn chia sẻ mọi thứ với mẹ. Mỗi khi tôi thành công. Con trai của mẹ giỏi quá. Hay là khi tôi mệt mỏi. Sao mặt con hôm nay có vẻ mệt mỏi quá vậy? Dạ, công việc của con dạo này hơi quá tải mẹ ơi. Công ty giao xuống cho con nhiều áp lực nặng lắm mà. Con phải cố gắng hết sức. Làm gì làm phải giữ sức khỏe. Đừng có thức khuya quá nha con. Nghe nè nhỏ ơi. Alo anh hả? Mai ngày 8 tháng 3 này anh có về không? Anh sợ là anh không về được quá. Ngày mai là một ngày hết sức quan trọng với anh. Mà có chuyện gì vậy Út? Không. Em chỉ muốn chúc anh thành công. Cố gắng lên nha anh hai. Alo, Út hả? Sao qua giờ anh gọi cho mẹ hoài không được vậy? Anh hai ơi, mẹ bảo em phải giấu anh không có được nói. Nhưng mà em nghĩ đến lúc anh cần phải biết rồi á. Con trai à, đừng có lo cho mẹ. Con đừng bỏ cuộc nha. Điều duy nhất mẹ mong muốn bây giờ là con được thành công. Con hãy tin tưởng vào điều đó. Mẹ biết là con sẽ làm tốt mà. Mẹ tin là con làm được. Yêu con. Con xong việc con sẽ về với mẹ đây. Con cũng yêu mẹ. Đối với tôi, sự nghiệp rất quan trọng. Nó luôn là thứ nằm ở phía trước. Nhưng trong cuộc sống có những điều ý nghĩa và quan trọng hơn lại luôn nằm ở phía sau. Mẹ khỏe. Đã nói là mẹ khỏe mà. Nhờ ăn được, ngủ được, cho nên bệnh cũ cũng đỡ nhiều lắm. Làm gì thì làm, ráng giữ gìn sức khỏe nha con.
đừng có thức khuya quá nha. Nghe con. Alo anh hả? Mai ngày 8 tháng 3 là anh có về không? Không. Đó là gia đình. Chỉ khi nào chúng ta biết trân trọng những điều ở phía sau thì chúng ta mới cố gắng hết sức cho những thứ ở phía trước. Sinh ra để nối liền những khoảng cách, nhưng chúng tôi hiểu rằng yêu thương chỉ trọn vẹn khi được đong đầy bằng những xúc cảm chân thật. 8 tháng 3 này, hãy cùng 4G Viettel gửi trao những yêu thương trọn đầy nhất đến mẹ, không chỉ qua chiếc smartphone mà còn bằng những cử chỉ chân thành, công nghệ không thể thay thế được. Bởi những cảm xúc chân thật nhất luôn đến từ phía sau màn hình.